Chàng shipper chạy xe chỉ vì đam mê, hướng dẫn ai muốn chạy xe công nghệ cần phải chuẩn bị đủ đồ dùng khởi nghiệp, xương xương cũng chỉ 1 tỷ thôi. Thì mình sử dụng điện thoại iPhone 13 Pro Max. Thì iPhone 13 Pro Max này hồi đó mình mua khoảng 35-36 triệu, bản 256GB nha, mua lúc mới ra năm ngoái. Tiếp theo mình sẽ mua tai nghe. Thì mình sử dụng tai nghe đã chạy Grab, đó là tai nghe AirPods 3 đây. Thì con AirPods 3 này hồi đó mình mua khoảng 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi 6 triệu vậy đó. Mình rất là thích đồ của Apple cho nên là mình đã quyết định mua con MacBook này. Đây là con MacBook Air 2018, hồi đó mình mua khoảng 30 triệu. Thì mỗi lần mà buổi trưa mình giờ nghỉ trưa á, mình hay vào quán cà phê và mình sử dụng cái MacBook này. Cái này là phương tiện giải trí rất là tốt, mình không có thích chơi game nha. Thì trong combo Apple á, thì còn cái Apple Watch nữa, nhưng mà mình không có thích Apple Watch cho nên mình đã quyết định mua cái đồng hồ này. Đây là đồng hồ Rolex, hồi xưa mình mua khoảng 900 mấy triệu, chưa tới 1 tỷ. Thì mình chạy Grab bằng con Vario 125. Thì mình đã quay rất là nhiều clip về chiếc xe đó rồi, cho nên mình không có nói lại nha. Thì một phụ kiện mà mình lúc nào cũng mang theo và không thể thiếu đó là máy ảnh. Thì mình sử dụng Fujifilm X-T3 với lại lens. Thì combo này hồi đó mình mua khoảng 50 triệu nha, cũng khá là rẻ. Chỉ cần khoảng 1 tỷ là các bạn đã bắt đầu khởi nghiệp chạy Grab được rồi.